đi vào đây, nhanh lên, đi vào đây. Con nói cho mẹ nghe, tại sao con lại quen chú Tuấn Khang? Em cứ bình tĩnh đi, chuyện này là... Anh cứ để yên đấy để cho em dạy con, anh không phải nói đỡ cho nó. Chính vì em cứ mắt nhắm mắt mở để cho anh nuông chiều nó, thành ra nó mới hư như thế này đây. Dương, con nói mẹ nghe xem nào. Con quen qua mạng ạ. Ai làm quen trước? Anh ấy chủ động nhắn tin trước. Anh ấy, con có biết là gần bằng tuổi bố con không? Mối quan hệ đến đâu rồi? Chưa có gì cả. Con mới gặp anh ấy một lần, hôm nay là lần thứ hai. Nó dụ dỗ con như thế nào? Con kể cho mẹ nghe, để mẹ kiện cho nó đi tù. Em... Anh ấy đã làm gì đâu mà mẹ bảo anh ấy dụ dỗ con. Anh ấy còn rất đàng hoàng nữa. Đàng hoàng? Đàng hoàng mà để bị đánh ghen thế này á? Úi, đẹp mặt chưa? Mắt già đã để bị đánh ghen thế này rồi. Thôi được rồi, để đấy. Em làm cái gì đấy? Em gọi công an, cái loại mất dạy như này phải trừng trị cho đến nơi đến chốn. Em bình tĩnh lại đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh làm cái gì đấy? Em nhớ rồi, đấy là bạn anh đúng không? Bây giờ anh còn bảo vệ bạn hơn cả con gái à? Chính là anh đấy. Sao? Anh nói cái gì cơ? Chuyện này là do anh mà ra. Anh nói đi, nói em nghe xem nào. Thực ra là vì thời gian trước Dương không chịu nói chuyện chia sẻ với anh, nên anh sợ là anh không hiểu con và không biết là con đang muốn gì, nên anh mới lập cái nick chat ở trên mạng để nói chuyện với con. Nhưng hôm trước, cái ngày Dương bỏ đi, anh mới nhờ Tuấn Khang đóng giả là người ở trên nick chat để đi tìm con. Nhưng thực sự là khi tìm được con, anh đã vứt cái sim đi rồi và không còn liên lạc nữa. Không hiểu tại sao Dương vẫn gặp được cậu Khang. Hôm đó là bố ạ. Tại sao bố lại làm như thế? Tại sao bố lại lừa con? Con ghét bố. Dương! Dương ơi! Dương! Mở cửa cho bố! Dương! Nghe bố giải thích đã! Bố đi đi!